chiếc xe đầu tiên này, chiếc xe mà mình thấy khả năng là rất là đẹp đấy các bạn này. Wow, rồi một chiếc xe McQueen màu đỏ này tuyệt vời chứ các bạn ơi, xe số 95 này. Wow, xe McQueen đẹp chưa này. Ui các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy cái gì kia không? Có rất nhiều xe đang mắc kẹt ở dưới đầm lầy các bạn kìa. Bây giờ mình sẽ cùng đi giải cứu chúng các bạn nhé. Nào, chúng mình cùng đi thôi nào. Ôi, sao lại có nhiều chiếc xe mắc kẹt ở đây thế này? Ôi, các bạn có nhận ra chiếc xe gì không? Chúng bị lấm bùn hết rồi. Thật khó để nhận ra phải không? Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi nhặt chúng vào xô rồi đi rửa chúng nhé các bạn nhé. Ui, cái xe gì các bạn ơi? Wow, cái xe gì mà có đôi mắt đáng yêu này các bạn ơi? Này, đáng yêu chưa? Vậy mà bị lấm bùn rồi. Bây giờ mình cùng nhặt nó vào xô và đem chúng đi rửa nhá. Nào, đi vào đây nào. Wow, cái xe gì nữa đây? Ui, không thể nhận ra đây là xe gì các bạn ạ. Chúng bị bùn che lấp hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho chúng vào xô nhá. Nào, vào xô rồi mình cùng đi rửa cho chúng nhá. Đây, một chiếc xe nữa này. Đây, ui, một chiếc xe gì mà có như kiểu đạn pháo hay sao rồi các bạn này. Đây, mình cho vào xô nhá. Nào, wow, đây là một cái xe nữa này. Ôi, chúng bị bùn nó che lấp nhiều quá. Đấy, ôi, các bạn ơi này, mở xe không này. Ôi, các bạn ơi, hình như máy bay hay sao các bạn này. Bây giờ mình cho vào xô nhá và mình đi rửa nhá. Này, một chiếc xe nữa này. Ui, nhiều bùn quá các bạn ạ. Wow, ôi, lại một cái xe nữa này, không biết là xe gì luôn. Bây giờ để cho vào xô nhá. Ui, xe gì mà dài này các bạn ơi, dài thế nhỉ. Đây, bây giờ mình cho vào xô này. Đây, xe gì màu xanh này. Đấy, đây một cái xe nữa này. Đây, tiếp theo nè. Wow, ui, rồi bây giờ mình đã nhặt hết những xe ở đây rồi, bây giờ mình sẽ đem chúng về rửa các bạn nhé. Nào, đi thôi các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau rửa những chiếc xe này nhé. Nào, chiếc xe đầu tiên này, chiếc xe mà mình thấy khả năng là rất là đẹp đấy các bạn này. Wow, rồi một chiếc xe McQueen màu đỏ này tuyệt vời chứ các bạn ơi, xe số 95 này. Wow, xe McQueen đẹp chưa này. Xe được làm bằng sắt các bạn nhá, cầm rất là chắc tay và rất thích nhá. Có bạn nào có xe McQueen không? Hãy comment cho mình biết nhá. Xe McQueen. Nào, bây giờ để xe ở đây này. Đấy, tiếp theo nhá, chúng mình sẽ rửa máy bay hay sao này. Đây, xem có phải máy bay không nhá. Đúng rồi các bạn ơi, một chiếc máy bay màu vàng rất đẹp này. Máy bay. Ôi, đến đây. Nào. Ôi, chiếc xe gì các bạn ơi? Đây là xe cần cẩu nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Cần cẩu này. Đấy, lát về mình sẽ rửa sạch hơn nhá. Bây giờ mình rửa qua để các bạn xem thôi. Đây, xe cần cẩu. Wow, một chiếc xe gì thật là dài này. Xe gì đấy các bạn ơi? Đây là xe buýt trường học nhá. Xe buýt trường học để chở các bạn học sinh đi học đấy. Xe buýt trường học màu gì nào các bạn ơi? Xe buýt trường học màu vàng nhá. Wow, đấy, mình đã có hai chiếc xe màu vàng, một chiếc màu cam và một chiếc màu đỏ rồi. Bây giờ mình rửa những loại xe tiếp theo nào. Đây, xe chở rác các bạn ơi, xe chở rác nhá. Đấy, xe chở rác. Nào, chiếc xe tiếp theo nào. Đây, ui, xe gì mà đỏ đẹp thế. Đây, đây là xe cứu hỏa các bạn nhá. Xe cứu hỏa này, bên trên có vòi phun nước và chiếc thang nhá. Đấy, xe cứu hỏa. Wow. Tiếp theo, chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi, xe trộn bê tông nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy, đi lấm bùn thì chúng ta không thể nhìn thấy là xe gì, nhưng mà sau khi chúng ta rửa xong thì nhìn chúng rất đẹp phải không? Wow,
Wow, xe bồn các bạn ơi. Xe bồn có đầu màu vàng và thân màu gì nào? Màu cà rốt đúng không? Giống màu củ cà rốt đúng không? Nào, tiếp theo. Xe tải quái vật các bạn ơi. Những cái bánh này, bánh rất to luôn này. Xe tải quái vật nhá. Xe tải quái vật. Đúng rồi. Đây, để đây. Xe ô tô này các bạn ơi. Xe này là xe chạy đà nhá. Khi mà chạy thì cái tai của nó sẽ vảnh lên đấy các bạn ạ. Giống hình con gì các bạn nhỉ? Đó các bạn biết nó giống hình con gì đấy. Xe bồn này các bạn ơi. Wow. Xe bồn nhá. Xe chở tên lửa các bạn này. Đấy, tên lửa có thể đi lên đi xuống, đưa lên đưa xuống này. Đấy. Rồi. Các bạn thấy chưa? Nước ở đây rất đục nhá, nhưng mà mình vẫn phải rửa qua để lát mình về mình lấy nước sạch mình rửa nhá. Mình rửa qua cho nó đỡ bẩn á. Ui, xe gì đấy các bạn ơi? Xe ben này. Đấy, xe ben, xe tải tự đó này. Đấy, múc nước này, múc nước cho các bạn xem nhá. Đấy. Chở được xe tuy nhỏ nhưng mà chở được rất nhiều nước các bạn nhé. Đấy. Xe tải từ đó. Đây. Theo. Đây. Máy xúc các bạn này. Máy xúc nha. Theo là hai cái xe nữa thôi. Đây. Là một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Xe trộn bê tông nhá. Chiếc xe cuối cùng này. Đây. Xe buýt các bạn nhá. Xe buýt chở khách đấy. Đây bây giờ mình sẽ rửa cái xô đi nhá. Ôi cái xô bẩn quá các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho những chiếc xe này vào xô nhá. Đây. Mình sẽ nhặt những chiếc xe này vào xô và đem chúng về nhà rửa nhá. Nào, vào đây nào. Chưa? Rất nhiều xe đẹp này. Đấy. Wow. Quá nhiều xe đẹp luôn. Đấy, nhiều xe quá. Wow. Các bạn thấy chưa? Rất là nhiều xe nhá. Bây giờ mình sẽ đem về nhà và rửa sạch các bạn nhá.